Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Hôm nay lên sóng các bác, em họa mi đuôi lá vả rất là to nha các bác nhá, cao cầu, mỏ vàng các bác ạ. Bóng bộ rất là đẹp luôn. Đấy, xin mời các bác ngắm em nó nhá. Em nó đang thể hiện chim rất là đẹp các bác nhá. Xin mời các bác chiêm ngưỡng em nó thuần khoảng 85% các bác nhá, chim khoảng tầm gần 25 lồng rồi các bác. Bóng bộ rất là đẹp luôn. Các bác nhìn dáng em nó đứng hót thì các bác có thể thấy là em nó rất là ok đúng không? Đấy, các bác thấy chim có một cái dáng đứng hót rất là đẹp nhá. Bây giờ em sẽ zoom sát vào đầu mặt cho các bác xem nhá. Em này thì bị mất một tí lông ở sau gáy các bác nhá. Còn mỏ thì rất là đẹp luôn, mỏ vàng ươm các bác nhá. Đây, bị mất ít lông sau gáy nhá, mỏ vàng ươm các bác. Cái này thì nó khác tự mọc lại đấy các bác nhá, không ảnh hưởng gì cả. Giờ sẽ quay chân cho các bác này, chân vàng mỏ vàng các bác nhá. Bây giờ buổi tối rồi, trời nó hơi xỉn xỉn màu các bác nhá, nên mình nhìn nó không được thật lắm. Đấy, mời các bác xem này, nhìn rất là đẹp luôn các bác, dáng rất là đẹp. Tuyển chọn những em chim này là rất là ok đấy các bác. Em này mà căng có chim đấu khéo xòe đấy các bạn. Nhìn rất là đẹp các bạn nhá.